Hôm nay mình sẽ làm cái video về cách làm xôi dừa nhé. Để làm xôi dừa này thì nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 250g gạo nếp này, các bạn vo sạch đi. Và mình sẽ ngâm với một chút muối, ngâm qua đêm khoảng 8 tiếng để cho gạo nếp của chúng ta nó nở. Thì khi đấy mình nấu thì nó sẽ mềm, nhanh mềm hơn và ăn sẽ ngon hơn. Và ngoài gạo nếp ra mình chỉ cần dừa thôi. Là các bạn thích ăn vừng cho ít vừng và ít lạc hoặc là ít ruốc nào là được, rất là đơn giản thôi, hoặc là chỉ cần xôi ruốc xôi với vừng phôi với dừa đó, xôi dừa đơn giản như vậy thôi. Dừa thì mình nạo dừa. Và bây giờ mình cho một chút muối vào để mình ngâm gạo qua đêm, ngâm khoảng 8 tiếng nhé. Đây, gạo thì vo trước nhé, các bạn phải vo trước cho sạch đi, sau đó mình mới ngâm, không là gạo sẽ rất là bẩn, mà khi mà ngâm xong mà các bạn vo thì nó sẽ nát hạt gạo. Mà ngâm trước thì khi mà ngâm xong thì mình chỉ xả lại cho nó sạch thôi, mình không vo lại nữa, để cho nước vào ngâm là được. Cho nước vào ngâm mà các bạn quấy để cho cái phần muối nó tan đấy, và các bạn để cho mình 8 tiếng nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm xôi nhé các bạn nhé. Ở đây gạo nếp lúc nãy mình đã ngâm rồi được khoảng 8 tiếng rồi, bây giờ mình kiểm tra nhé. Gạo nếp các bạn bấm vào cái nó tẽn luôn ra và nát như này là được rồi, rất là mềm này là được rồi. Mình sẽ đi xả với nước cho sạch, các bạn đừng vo nó sẽ vỡ hạt gạo, mình chỉ xả nước thôi. Thì trước khi ngâm mình đã vo rồi. Và bên cạnh đây mình có dừa nạo này, ruốc này và một chút vừng để mình ăn với món xôi dừa này. Và bây giờ mình sẽ đi xả gạo này cho sạch và mình sẽ cho một chút muối vào mình xóc. Và cho dừa và mình xóc cùng, mà mình đảo cùng và mình đi hấp nhé. Bây giờ mình sẽ trộn này. Các bạn cho hết cái phần dừa nạo này vào nhé. Hấp luôn cùng, không cần thiết phải hấp sau đoạn. Mình ngâm gạo kỹ này rất là nhanh chín luôn. Các bạn cho một chút muối nữa vào, một thìa cà phê muối nữa vào. Mình xóc đều lên là được. Xóc đều để nó hòa quyện vào nhau. Và muối cũng đều. Sau đó mình đi hấp. Các bạn hấp cho mình khoảng 35 phút là chín thôi. Vì rất là ít gạo như này, nhanh chín. Hấp được 20 phút cho các bạn kiểm tra và mình sẽ cho một chút dầu ăn vào. Mình đảo đều. Và mình hấp thêm 15 phút nữa là chín. Một thìa bột canh hoặc là một thìa thìa muối trắng, cho một thìa muối vào như này, thìa cà phê muối ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu luôn. Để nấu thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước đun sôi nhé, một nồi hấp đun sôi nhé, xong mình sẽ thả vào luôn, đổ vào luôn. Một cái nồi nước mình đã đun sôi như này rồi, nồi hấp này mình đổ luôn gạo vào, cố nhẹ cho gạo xuống hết. Hấp ít như này nên mình chỉ cần hấp khoảng 20 phút này, cho sau đó các bạn kiểm tra này và các bạn cho thêm một chút dầu ăn hoặc là mỡ vào hoặc nước cốt dừa cũng được, và mình hấp thêm 15 phút nữa là được. Mình đậy vung lại đấy nhé, 20 phút sau mình quay trở lại. Sau khoảng 20 phút mình sẽ mở vung và mình kiểm tra nhé. Các bạn đảo một chút lên để cho nước nó bốc hơi lên. 2 gạo chưa chín đâu ạ, bây giờ nó mới nở được khoảng 70% đấy ạ. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào nhé. Các bạn dưới mỗi chỗ một tí để cho nó đều dầu ăn. Khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn tất cả thôi ạ. Và mình đảo đều nên cho dầu ăn của mình nó đều.
Nếu các bạn thích cho thêm hạt sen ấy và nước cốt dừa thì các bạn dưới thêm vào nhé. Hạt sen thì các bạn phải luộc trước, các bạn trộn vào cùng lúc ban đầu này để nấu. Nước cốt dừa thì các bạn cho vào bây giờ, tầm khi mà gạo đã đun được khoảng 20 phút như mình này. Hoặc mình đảo vừa đảo quá thì nó sẽ nát hạt gạo. Rồi bây giờ đậy vung lại và đun thêm 15 phút nữa là được. Lửa thì các bạn cứ để ở mức bình thường như này. Mười lăm phút nữa mình lại kiểm tra là được khoảng 35 phút khi mình hấp đấy ạ, từ lúc mình cho sôi vào đấy ạ. Bạn nhìn thấy hạt gạo chúng ta đã dẻo hơn rất là nhiều và lở ra rồi đấy ạ, đúng không ạ? Mình sẽ kiểm tra xem được chưa nhé, bằng cách là mình lấy hạt gạo đây các bạn, không còn nhân ở trong nữa rồi, như thế là được rồi đấy ạ. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa và rắc vừng ruốc lên trên để ăn cùng, là mình hoàn thành được món xôi dừa rồi đấy ạ. Tắt bếp mà đơm xôi ra. Các bạn lưu ý là khi hấp xôi ấy thì các bạn phải luôn luôn để cho nồi nước nó phải sủi thì xôi của chúng ta khi hấp nó sẽ rất là ngon. Các bạn lấy một cái thìa, các bạn nhúng qua dầu ăn hoặc là mỡ gà hay mỡ lợn để cho thìa chúng ta không bị dính. Rồi sau đó các bạn múc xôi, cho dừa luôn vào thì xôi nó sẽ quyện vào dừa, ăn sẽ rất là ngon. Các bạn nhìn thấy không, xôi rất là dẻo đúng không ạ? Nhà mình có hai vợ chồng và một em bé cho nên mình nấu cái gì mình sẽ nấu rất là ít. Mình nấu nhiều không ăn hết, bỏ rất là phí. Đây là bữa ăn sáng của gia đình mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Một đĩa xôi, dừa với một ít ruốc và mỗi người uống hộp sữa nữa, rồi đi làm đi học các bạn. Không còn cái gì nữa. Một đĩa xôi này. Thường thường mình hay ngâm gạo tối hôm trước, sau đến sáng hôm sau mình sẵn nấu như này. Nó rất là tiện mà đỡ mất thời gian. Bạn có khuôn ấy, thì các bạn lấy khuôn các bạn đóng hình xôi, hình vào khuôn thì đẹp hơn. Không thì chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ cho ruốc lên trên để ăn kèm xôi dừa. Mình rất thích ăn xôi với ruốc cho nên mình hay làm như thế này. Thỉnh thoảng đổi vị, hôm thì ăn xôi nạc, hôm thì ăn xôi dừa. Nhưng mà một tuần mình chỉ nấu xôi ăn sáng khoảng 2 bữa thôi. Mình không nấu nhiều vì ăn xôi nấu mình ăn nhiều quá nó rất là nhanh chán. Còn ngoài ra ăn bún, ăn phở, ăn mì. Đây, một ít vừng nữa. Vừng rang rắc lên nữa. Vừa đẹp mắt vừa thơm các bạn. Như
Vậy là mình đã làm xong món xôi. Rửa rồi đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ dừng video nhé. Và trước khi dừng video mình sẽ nhúng một chút mình ăn thử. Và mình nói đến cảm nhận của món ăn cho các bạn nhé. Xôi rất là dẻo nhưng không hề bị nát. Vì nát thì nhìn hạt xôi nó sẽ không ngon. Ăn dừa thì rất là bùi và thơm. Và hơi ngậy 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 của nước của cái cốt dừa nó ra ấy. Cùng với dầu ăn và cái ruốc này nữa, ăn kèm rất là ngon. Mình sẽ dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé.